Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc sẽ cùng với quý vị các bạn, các em học sinh đến với một đề bài liên quan đến bài tùy bút Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Đề bài của chúng ta ngày hôm nay cụ thể như sau, đó là phân tích đoạn văn dưới đây trích trong tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân. Đoạn văn cụ thể như thế này: Tôi có bay tạt ngang qua sông Đà mấy lần, và thế đó cũng là thêm cho mình một góc độ nhìn, một cách nhìn về con sông Tây Bắc hung bạo và trữ tình. Từ trên tàu bay mà nhìn xuống sông Đà, không ai trong tàu bay nghĩ rằng cái dây thừng ngoằn ngoèo dưới chân mình kia lại chính là cái con sông hàng năm và đời đời kiếp kiếp làm mình làm mẩy với con người Tây Bắc và phản ứng giận dỗi vô tội vạ với người lái đò sông Đà. Cũng không ai nghĩ rằng đó là con sông của câu đồng dao thật thoại, sơn tinh, thủy tinh, núi cao sông hãy còn dài, năm năm báo oán, đời đời đánh ghen. Hình như khi mà ta đã quen đọc bản đồ sông núi, thì mỗi lúc ngồi tàu bay trên chiều cao mà nhìn xuống đất nước, tổ quốc bao la, càng thấy quen thuộc với từng nét sông tãi ra, với từng nét sông tãi ra. Trên đại dương đá lờ lờ, bóng mây dưới chân mình. Trên đại dương đá lờ lờ, bóng mây dưới chân mình. Con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bung nở hoa ban, hoa gạo tháng hai, và cuồn cuộn mù khói núi Mèo đốt nương xuân. Tôi đã nhìn say sưa làn mây mùa xuân bay trên sông Đà. Tôi đã xuyên qua đám mây mùa thu mà nhìn xuống dòng nước sông Đà. Mùa xuân dòng xanh ngọc bích, chứ nước sông Đà không xanh màu xanh canh hến của sông Gâm, sông Lô. Mùa thu nước sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa, lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn bực bội gì mỗi độ thu về. Chưa bao giờ, chưa hề bao giờ tôi thấy dòng sông Đà là đen như thực dân Pháp đã đè ngửa con sông ta ra, đổ mực Tây vào mà gọi bằng một cái tên Tây láo liếu, một cái tên Tây láo liếu, rồi cứ thế mà viết vào bản đồ lai chữ. Người lái đò sông Đà, Nguyễn Tuân, ngữ văn 12 tập 1, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2008, trang 190-191. Bây giờ trên màn hình của chúng ta, người ta nhìn để cơ bản hình dung được cái dòng chảy của con sông Đà, giống như lời đề từ ở đầu bài tùy bút: Chúng thủy giai đông tộc, Đà giang độc bắc lưu. Tất cả các dòng nước đều chảy về phía đông, riêng sông Đà chảy ngược về phía bắc. Sau đó, ở cái phần làm bài thì chúng ta nhớ phần mở bài nguyên tắc bất di bất dịch là chúng ta giới thiệu về tác giả, tác phẩm, đoạn văn mà đề bài yêu cầu, trích lược đoạn văn. Dưới đây Thanh Tùng diễn đọc đưa ra cho chúng ta ví dụ như sau. Nguyễn Tuân sinh năm 1910, mất năm 1987, là một nhà văn lớn, một nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp. Ông có vị trí quan trọng và đóng góp lớn cho nền văn học Việt Nam hiện đại, đó là thúc đẩy thể tùy bút, bút ký đạt tới trình độ nghệ thuật cao, làm phong phú thêm ngôn ngữ văn học dân tộc, đem đến cho văn xuôi hiện đại một phong cách tài hoa độc đáo. Tác phẩm tùy bút Người lái đò sông Đà in trong tập Sông Đà năm 1960. Tác phẩm này là thành quả nghệ thuật mà tác giả thu hoạch được trong chuyến đi gian khổ và hào hứng
tới miền Tây Bắc của Tổ quốc. Chuyến đi này không phải chuyến đi này không phải chỉ để thỏa mãn niềm khao khát xê dịch của tác giả, mà chủ yếu để tìm kiếm chất vàng của thiên nhiên, đặc biệt là thứ vàng mười đã qua thử lửa trong tâm hồn con người Tây Bắc, được kết đọng ở hình tượng người lái đò sông Đà. Trong bài Tùy Bút có một đoạn thể hiện rõ nét phong cách nghệ thuật tài hoa uyên bác của Nguyễn Tuân khi ông đặc tả vẻ đẹp trữ tình của con sông Đà. Tôi có bay cho đến bản đồ lai chữ. Ở cái phần thân bài làm gì thì làm, chúng ta phải đáp ứng được các ý cơ bản sau. Thứ nhất, đó là cảm nhận về đoạn văn trên. Vị trí đoạn trích là đoạn trích được trích từ phần giữa của tác phẩm, sau khi người lái đò vượt qua thác sông Đà đến vùng hạ lưu. Đến đây, khác với sự hùng vĩ dữ dội, hung bạo, con sông Đà ở cái khúc này lại mang một vẻ đẹp trữ tình, đằm thắm. Vẻ đẹp trữ tình của con sông Đà cụ thể như thế này. Đầu tiên, ở góc nhìn từ trên cao, từ trên máy bay, thì sông Đà được Nguyễn Tuân miêu tả ở chiều dài dòng chảy. Từ trên cao nhìn xuống, dòng chảy uốn lượn của con sông Đà giống như cái dây thừng ngoằn ngoèo dưới chân mình. Một cách liên tưởng về con sông Đà có đôi chút tức cười, nhưng nó hết sức thô mộc, giản dị. Nó là cái trữ tình đáng yêu, khác hẳn với con sông Đà hung bạo mà ta đã thấy Nguyễn Tuân miêu tả ở những cảnh đá bờ sông rợp vách thành, mặt gành hắt lõm, những cái hút nước, những trùng vây thạch trận, vân vân. Đặc biệt, chiều dài dòng chảy sông Đà được Nguyễn Tuân miêu tả giống như là mái tóc dài của người thiếu nữ đẹp. Con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong môi trời Tây Bắc, bung nở hoa ban, hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn mù khói núi Mèo đốt nương xuân. Dòng sông mang vẻ đẹp của một áng tóc trữ tình mềm mại, tha thướt và duyên dáng. Đây không phải là sự phát hiện mới mẻ, sáng tạo. Bởi lẽ vào khoảng thế kỷ thứ 15, nhà thơ Nguyễn Trãi trong bài thơ Núi Dục Thúy đã viết như thế này: Tháp ảnh trâm thanh ngọc, ba quang kính thúy hoàng. Nghĩa là bóng tháp như cài trâm ngọc xanh, và ánh sáng ở trên sóng soi mái tóc đi. Cái hay của Nguyễn Tuân là vừa mới đây thôi, sông Đà còn là mình là mẩy, còn là thứ kẻ thù số một của con người Tây Bắc. Vậy mà bây giờ, chỉ trong tức chốc lát, dòng sông đã vặn mình hết thác và sóng nước xèo xèo tan trong trí nhớ. Sông Đà lập tức khoác lên mình một dáng vẻ hoàn toàn mới lạ, trở thành một áng tóc trữ tình. Dòng sông Đà như mái tóc đang ôm lấy thân hình trẻ trung, gợi cảm, đầy sức sống của người thiếu nữ Tây Bắc. Vẻ đẹp của dòng sông hài hòa với núi rừng Tây Bắc, được núi rừng điểm tô thêm cho nhan sắc mỹ miều. Hoa ban mang màu trắng tinh khiết, hoa gạo mang màu đỏ rực rỡ chói lọi, bung nở điểm xuyết trên mái tóc trữ tình của người thiếu nữ. Sự điểm xuyết ấy lại diễn ra giữa mùa xuân, khi mọi vật sinh sôi nảy nở, tất cả đều hết sức trẻ trung, tươi mới, xinh đẹp, diệu kỳ. Khói núi Mèo đốt nương xuân cuồn cuộn tạo nên một tấm voan huyền ảo bao phủ lên cảnh vật, ẩn giấu đi khuôn mặt xinh đẹp, hoặc là làm cho khuôn mặt xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện của dòng sông. Hình ảnh này trong Tùy Bút của Nguyễn Tuân rất dễ khiến cho chúng ta liên tưởng tới sự đồng điệu của dòng sông Hương trong bài Tùy Bút Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông, khi Hoàng Phủ Ngọc Tường miêu tả con sông Hương lúc mà ra khỏi rừng già, lúc chảy vào lòng thành phố Huế. Đó là dòng sông mềm hẳn đi như một tiếng vâng không nói ra của tình yêu. Chữ tuôn dài được Nguyễn Tuân lặp lại càng nhấn mạnh cái triền miên bất tuyệt của áng tóc trữ tình. Tiếp đến, nhà văn nhìn ngắm sông Đà từ nhiều thời gian khác nhau. Tác giả đã phát hiện ra những sắc màu tươi đẹp và đa dạng của dòng sông.
Màu nước sông Đà biến đổi theo mùa, mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng trong cách so sánh rất cụ thể. Mùa xuân, nước sông Đà xanh, màu xanh ngọc bích. Đó là màu xanh của sự tươi sáng, trong trẻo, lấp lánh. Màu xanh ngọc là màu xanh quý phái, sang trọng, thanh thoát hoặc là thanh mát. Và Nguyễn Tuân rất kỹ lưỡng như đúng phong cách viết văn của mình khi ông dừng lại, giải thích rõ hơn. Khi ông dừng lại, giải thích rõ hơn. Giải thích như thế nào? À, chứ nước sông Đà không xanh màu xanh canh hến của sông Gâm, sông Lô. Tức là màu xanh mặt nước sông Đà mùa xuân đó, không phải là màu xanh tầm thường, thông tục. Phải đi nhiều, nhìn ngắm rất kỹ, Nguyễn Tuân mới có thể có được cái phát hiện độc đáo, tinh tế đến như vậy. Mùa thu, nước sông Đà lại lừ lừ chín đỏ, như da mặt một người bầm bi vì rượu bữa. Lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn, bực bội gì mỗi độ thu về. Cái cách so sánh như thế, hồ dễ mấy ai có được. Đem ra mặt người nghiện rượu, rượu bữa để gán vào màu nước mùa thu trên sông Đà. Quả thật, cái cách liên tưởng của Nguyễn Tuân thật rất đỗi lạ kỳ. Đặc biệt, nhà văn khẳng định, chưa bao giờ con sông Đà có màu đen như thực dân Pháp đã đè ngửa con sông của ta ra, đổ mực Tây vào và gọi bằng cái tên Tây lếu láo, láo lếu, sông đen. Sông đen. Lời miêu tả của Nguyễn Tuân vừa thể hiện vốn hiểu biết lịch sử, địa lý rất kỹ lưỡng, vừa thể hiện lòng yêu nước, tự hào về ngôn ngữ đất nước, tự hào về vẻ đẹp sông nước Việt Nam của Nguyễn Tuân. Theo những người hiểu tiếng Pháp, thì ngôn ngữ Pháp không có chữ Đà, nên ấy, khi vẽ bản đồ sông Đà, người Pháp chỉ có thể viết thành thành Rivinoa, tức là dòng sông đen. Sau đó, ở cái luận điểm lớn thứ hai thì chúng ta nhớ nhận xét tình cảm đối với quê hương, đất nước của Nguyễn Tuân khi ông viết cái đoạn văn này. Đó là tình cảm ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông xứ sở. Và thành công, Nguyễn Tuân đã thành công trong việc tìm kiếm chất vàng của thiên nhiên Tây Bắc. Thứ hai, đó là sông Đà hiện lên qua những trang văn của Nguyễn Tuân không chỉ thuần túy là con sông của thiên nhiên mà còn là một sản phẩm nghệ thuật vô giá. Qua đây, tác giả cũng kín đáo thể hiện tình cảm yêu nước thiết tha và niềm say mê tự hào với thiên nhiên của quê hương xứ sở mình. Ở cái luận điểm lớn thứ ba, chúng ta nhớ là có đôi điều đánh giá những nét đặc sắc nghệ thuật trong đoạn văn. Thứ nhất, Nguyễn Tuân là một nhà văn suốt đời đi tìm cái đẹp. Ông có phong cách nghệ thuật tài hoa, uyên bác, độc đáo. Ông luôn nhìn sự vật ở phương diện thẩm mỹ. Ông luôn đi tìm cảm hứng mạnh trong sáng tạo nghệ thuật. Đó là tô đậm những cái phi thường để tạo cảm giác mãnh liệt, những ấn tượng đậm nét. Thứ hai, ngôn từ phong phú, giàu chất hội họa, câu văn trường điểm, co duỗi nhịp nhàng. Nhà văn đã vận dụng linh hoạt các biện pháp tu từ, so sánh, nhân hóa. Vận dụng những kiến thức liên môn, những liên tưởng độc đáo, lối tạo hình, giàu tính mỹ thuật, kiến thức uyên bác, tài hoa. Bởi vậy, ông đã miêu tả được dòng sông Đà không chỉ hung bạo, dữ dội như ở những cái đoạn văn trước đó, mà còn miêu tả được con sông Đà hết sức thơ mộng, trữ tình. Người ta lưu ý một số cái nét đặc sắc nghệ thuật như vậy trong cái đoạn văn này. Sau đó, ở phần kết bài, người ta nhớ nguyên tắc, đó là khái quát lại nghệ thuật, nội dung của đoạn văn và nêu đôi điều liên hệ mở rộng. Dưới đây Thanh Tùng diễn đọc, đưa ra cho chúng ta ví dụ như sau. Tóm lại, như lời đề từ ở phần đầu của bài tùy bút, đẹp vậy thay tiếng hát trên dòng sông của Vladislav Bronnevsky. Thông qua đoạn văn vừa rồi, bằng vào ngòi bút hết sức tài hoa độc đáo cùng với những kiến thức liên tưởng uyên thâm, Nguyễn Tuân đã đưa chúng ta đi du lịch đến sông Đà bằng ngôn từ. Đó là một con sông Đà thơ mộng, trữ tình. Để rồi qua đó, nhà văn đã hướng chúng ta đến một tình cảm yêu mến mỗi hình sông thế nước của quê hương. Vui lòng đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc để kiến thức văn học trong trường học tiếp tục được tỏa lan rộng rãi. Nếu như khi chúng ta bấm đăng ký mà có yêu cầu đăng nhập thì chúng ta cứ bấm vào đăng nhập,
sẽ hiện ra số điện thoại hoặc email để ta làm theo hướng dẫn là đăng nhập được. Còn nếu thấy khó quá hoặc là quên mất mật khẩu thì chúng ta có thể bấm thẳng vào trong trang YouTube. Ở đó ta chỉ cần bấm đăng ký là xong. Trân trọng cảm ơn.